Date ngày mấy ạ? Thì đây là một cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều khi mà anh em mua những cái sản phẩm cám hay là thuốc bên mình. Thì cái việc quan tâm tới cái hạn sử dụng của một cái sản phẩm đó, nó rất là quan trọng. Tuy nhiên cái hạn sử dụng đó nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta chưa có khui cái sản phẩm đó ra. Còn khi mà chúng ta đã khui sản phẩm đó ra rồi thì cái date đó trở nên vô nghĩa anh em. Lúc đó cái hạn sử dụng nó sẽ phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta bảo quản cái sản phẩm. Cho nên trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để bảo quản cám làm sao cho nó đúng để chúng ta có thể bảo quản được lâu nhất có thể. Khi mà chúng ta mua một cái gói sản phẩm mà nó lớn như thế này thì thường thì chúng ta sẽ cho ăn trong một khoảng thời gian dài. Cho nên cái vấn đề bảo quản nó sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không bảo quản tốt thì nó sẽ hư hỏng rất là nhanh. Thông thường thì bên mình sẽ chia cái gói cám này ra làm hai phần. Một phần á thì chúng ta sẽ sử dụng để cho ăn hàng ngày. Đây thì mình sẽ bỏ trong một cái hũ như thế này. Đó, cái hũ này thì thường mình sẽ bỏ một cái lượng cám nó ít thôi. Đó, đủ để cho ăn trong vòng khoảng 1 2 tuần thôi, chúng ta sẽ không bỏ nhiều trong này. Đó. Và trong này sẽ có thêm một vài gói hút ẩm để đảm bảo là cám nó sẽ không bị ẩm mốc. Và cái hũ này này cái nắp nó có thể đậy kín được để tránh không khí vào để làm cho cám nó hư hỏng. Còn phần cám còn lại á thì mình sẽ để yên trong cái bọc này và mình zip kín lại. Đó, đặc biệt là cũng phải đảm bảo là chúng ta zip thật kín để không khí nó không có lọt vào trong đây. Và nếu các bạn cẩn thận nữa, các bạn có thể sử dụng một cái hộp mà đựng thức ăn, hộp dạng lốc à lốc á, chúng ta bỏ vào, chúng ta đậy kín lại thì đảm bảo cái phần cám này sẽ bảo quản được rất rất là lâu. À, có thể 3 tháng, 6 tháng hoặc là nhiều hơn nữa tùy vào cái điều kiện bảo quản của các bạn. Còn cái phần cám mà chúng ta cho ăn hàng ngày thì chúng ta sẽ để đây. Thì cái lý do tại sao mà chúng ta phải chia ra làm hai phần như vậy? Tại vì á, nếu mà chúng ta bỏ trong cái bịch này á, mà chúng ta cho hàng ngày thì cái việc mà chúng ta mở vô cái này á, cái zip này á nó rất là dễ bị hư các bạn, cũng như là rất là dễ bị hở nếu chúng ta không cẩn thận. Thì cái việc mà chúng ta cái zip này bị hư hoặc là bị hở dẫn tới không khí bên ngoài nó lọt vào trong đây, là cái độ ẩm trong không khí ở Việt Nam nó rất là cao, cho nên nó rất là dễ gây ra tình trạng ẩm mốc cám và nó hư. Nếu bảo quản không kỹ thì có thể trong vòng khoảng 2 3 tuần, 1 tháng thì cám sẽ bị ẩm mốc và hư. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta không thể nào sử dụng hết một cái gói sản phẩm lớn như vậy được. Còn cái hũ cám mà chúng ta dùng để cho hàng ngày á thì nó là một cái hũ cám riêng có cái nắp đậy kín này. Thì đó, cái nắp này thì nó sẽ dễ dàng đậy kín và ít xảy ra cái trường hợp mà nó bị hư hỏng như là cái zip của cái túi. Cho nên nó sẽ bảo quản được tốt hơn. Và cái thứ hai á, cái lượng cám nó cũng rất là ít, cho nên nếu mà lỡ không may cái trường hợp nào đó chúng ta không cẩn thận mà chúng ta quên đậy nắp hoặc đậy nắp không kín dẫn tới cái cám trong đây hư thì cũng là hư một cái lượng rất là nhỏ thôi, chỉ đủ ăn khoảng 1 2 tuần thôi, nó không đáng kể. Và nếu như không may mà cái hũ cám này nó bị hư rồi á thì chúng ta sẽ tiến hành đổ hết ra, rửa thật sạch, phơi thật khô. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấy cám từ trong cái bịch phần còn lại đó, chúng ta bỏ vô và chúng ta tiếp tục cho ăn như vậy. Đó thì với cái cách này sẽ giúp chúng ta bảo quản được cám lâu nhất có thể nha anh em. Ok thì mình mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho anh em có thêm một cái kinh nghiệm để chúng ta bảo quản cám được lâu hơn. Anh em sẽ tự tin để mua những cái gói cám này lớn hơn. Tại vì khi mà chúng ta mua gói cám mà với kích thước lớn á, thì giá nó sẽ rẻ hơn và tiết kiệm hơn được cho anh em khá là nhiều đó.